Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều, tức là 17 giờ của ngày 20 tháng 1 năm 2022. Câu chuyện về cho bé gái 3 tuổi vẫn đang rất là nóng trên cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nóng nhưng mà tràn đầy nước mắt, ngập tràn nước mắt. Chúng ta cũng chưa kịp lau khô những cái giọt nước mắt sau cái vụ việc của bé Vân An, thì bây giờ chúng ta lại thấy cái vụ việc mà ở Thạch Thất Hà Tây. Hết chuyện của miền Nam rồi đến chuyện của miền Bắc, thì chúng ta có thể thấy rằng là cùng một nội dung nhưng ở khắp nơi. Để có thể thấy rằng là cái sự suy thoái về đạo đức nó đã xuống cấp đến mức độ như thế nào. Và ở trong clip này tôi chia sẻ với các bác ba cái câu chuyện thôi, để các bác có thể hiểu được rằng là suy thoái từ quan cho tới dân. Trở lại câu chuyện về bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất ấy, thì thông tin mới nhất và chắc là đáp ứng được nhiều bác mong đợi, đó chính là cái việc chính thức đã khởi tố và bắt khẩn cấp nhân tình của người mẹ. Và các bác, trên tờ báo Dân Trí thì đã có một cái chính thức thế này. Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi ở Canh Đậu, tức là Thạch Thất Hà Tây á, thì Công an Hà Nội đã ra thông báo rằng là cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992. Đây là đối tượng Nguyễn Trung Huyên tại Thạch Thất Hà Nội về hành vi giết người. Và theo Công an Hà Nội thì khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một ca cấp cứu và bệnh nhân là trẻ em ở trong tình trạng nguy kịch. Sau khi tiếp nhận thì xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, thì Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, có nghĩa rằng là cả Bộ Công an nữa, và các đơn vị liên quan để tổ chức điều tra. Và ngay trong ngày 18 tháng 1 thì cơ quan đã triệu tập các đối tượng liên quan bao gồm Nguyễn Trung Huyên và mẹ là bà Luyến, tức là mẹ của bé, sinh năm 1995, trú tại Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội. Và căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng thì cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt người như thế này và giữ người thế này theo điều 123 Bộ luật hình sự. Và hiện nay thì đang làm điều tra rất là rõ. Nhiều người khi mà biết tin về vụ này á, thì chỉ có thể nói rằng là họ là quỷ dữ chứ không phải con người. Một sự tàn ác phải nói rằng là hơn cả cái thời Trung Cổ. Chúng ta hay ví von rằng là cái thời dã man nhất là cái thời Trung Cổ. Thì bây giờ với cái sự việc như thế này thì phải nói rằng là họ là những con người còn dã man hơn cả người Trung Cổ. Và tôi cũng mong rằng cơ quan điều tra cũng phải làm rõ cái vai trò của bà mẹ. Liệu rằng cháu bé bị như vậy là bà mẹ có biết hay không? Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ tư rồi. Lần thứ tư cháu bé đã vượt qua những cái cơn thập tử nhất sinh. Tôi không tin rằng bà mẹ không biết gì và cũng không tin rằng bà mẹ lại không liên quan đến việc này. Và có chăng á, chính quyền cũng cần phải có một cái tổ chức nào đó, Cục Bảo vệ Trẻ Em cũng cần phải có kiến nghị nào đó để mà giám sát về thể chất lẫn tinh thần của những cháu bé sau khi ly hôn. Đang ly hôn thì có thể như thế nào, đang trong nuôi thì có thể thế nào đó. Nhưng trong đang cái khoảng thời gian đó ly hôn ấy, thì báo cáo với các bác rằng là nhiều người sân hận với nhau lắm. Họ không đủ khả năng nuôi đứa trẻ nhưng quyết giành bằng được bởi vì muốn cho đối phương bị đau khổ. Nôm na là trả thù lẫn nhau. Tan vỡ rồi thì tôi phải cho ông đau khổ. Toàn vỡ rồi thì tôi phải cho cô đau khổ. Chính vì thế nhiều khi những cái đứa trẻ lại bị lấy ra làm cái vật để mà bố mẹ làm công cụ trả thù lẫn nhau. Cho nên Cục Bảo vệ Trẻ Em có lẽ nên kiến nghị là giám sát trong một khoảng thời gian nhất định, để mà theo cái chu kỳ hàng tuần, hàng tháng, để mà theo dõi được các tiến trình như vậy. Chứ không phải là ly hôn xong rồi thì lại thôi. Như vậy vai trò của Cục Trẻ Em có vẻ là nó hơi kém. Bởi vì khi chuyện đã rồi á, thì cũng chỉ là lên tiếng về mặt truyền thông thôi, chứ không phải là gì nữa.
Đấy là thông tin thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bác và mọi người. Thông tin thứ hai thì có thể nói rằng là không chỉ có tôi và các bác, hôm nay VTV1 thời sự 12 giờ trưa cũng đưa cái sự việc Minh Béo lên với những cái lời lẽ rất là mỉa mai. Đó. Một kẻ bị phạm tội ấu dâm mà bây giờ lại được huy chương bạc thì không hiểu rằng các anh trong ngành văn hóa nghĩ gì. Và cũng trích nguyên cái lời trả lời của ông Hướng Dương, vụ phó của Cục Biểu diễn nghệ thuật ấy, để mà lên mà nói chuyện rằng là ông nói như vậy là liệu có ổn hay không. Đó. Và rõ ràng cái việc này là vụ việc vô cùng phản cảm. Ông Phạm Văn Hòa là ủy viên của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng đã trả lời thẳng thắn rằng là cái việc mà diễn viên Minh Béo là một cái vụ việc phải nói rằng cực kỳ phản cảm và gây phẫn nộ của xã hội. Chúng ta đã thấy rất nhiều cháu bé, thậm chí là vừa rồi, các bác có tin không? Một ông già 76 tuổi hay 74 tuổi gì đó còn làm cho một đứa trẻ dưới 16 tuổi có thai xâm hại đến như vậy. Chúng ta mà không lên tiếng về việc này, chúng ta mà không phản đối việc này, chúng ta lại coi việc đó là bình thường á, như là cái ông Trần Hướng Dương á, hay là ông gì Hướng Dương á, của cục phó cục biểu diễn nghệ thuật ấy, là một lãnh đạo thuộc hàng cao cấp và vẫn có cái kiểu tư duy quản lý hời hợt như thế, thì những sự việc đó xảy ra càng nhiều, và đặc biệt xảy ra các bé trai lại quan hệ đồng tính. Hình như cái anh Minh Béo này, tôi nói thật, cái bản mặt quá dày và quá vô liêm sỉ, khi mà mặc kệ thiên hạ nói thế nào, anh vẫn nên livestream và khoe về cái thành quả của mình. Và tôi nghĩ anh chị em nghệ sĩ nào mà chơi với anh này thì có lẽ cũng nên phải cẩn thận. Bồ xô nào mà chơi với anh này thì cũng tự liệu biết rằng thế nào đó. Còn anh quản lý nhà nước về quản lý văn hóa như là anh cục phó kia thì tôi chỉ mong rằng một ngày sớm nhất anh biến khỏi cái cơ quan quản lý đó. Bởi vì có lẽ người dân không cần một cơ quan quản lý mà trả lời người dân một cách vô cảm như vậy được. Đúng không? Nhưng mà cũng khó. Cũng khó bởi vì tại sao? Báo cáo với các bác thế này. Có thể nói rằng là hôm nay bác sĩ Quốc Anh ra tòa. Và một trong câu trả lời của bác sĩ Quốc Anh mà tôi nói thật là cười ra nước mắt. Các bác có nhớ câu nói của tôi không? Đó chính là tôi nhận định rằng là có những cái việc ngày xưa nó gọi rằng vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ, ti tiện, bẩn thỉu. Sau cái thời kỳ 10 năm á, trong cái thời kỳ 10 năm á, nó biến thành một cái chữ việc bình thường hóa. Bình thường có nghĩa rằng người ta coi như cái việc ăn cơm uống nước hàng ngày và không coi đó là cái việc bẩn thỉu và ti tiện. Anh bác sĩ Quốc Anh, giám đốc của Bệnh viện Bạch Mai, trong phiên tòa ngày hôm nay ấy, đã trả lời thẳng thắn thế này, là chỉ thừa nhận có khoảng 100 triệu và 10.000 đô la Mỹ. Và anh nói rằng là cái anh chàng Tuấn kia của BVS thì có đến Tết nọ Tết, chúc Tết nọ kia, và đến phòng ông đấy chúc Tết, đến các khoa chúc Tết, và mỗi lần thì mang theo 10-20 triệu vân vân. Và ông coi đấy là cái việc quà cáp, đó là cái việc bình thường. Và ông nói rằng là, và ông Quốc Anh có nói rằng là ông ấy làm điều này hoàn toàn là vì bệnh nhân. Tôi nhấn mạnh cái từ hoàn toàn là vì bệnh nhân, chứ không có động cơ vụ lợi. Các bác thấy kỳ lạ không? Nếu như hoàn toàn là vì bệnh nhân và không có động cơ vụ lợi thì đơn giản rằng là anh đừng có nhận những món quà như thế. Người ta tặng nhau một số món quà, ví dụ như tôi đơn giản thế này, tôi vừa gửi ít đồ cho bạn tôi ở trong Sài Gòn. Và những cái đồ đó tôi còn dặn bạn tôi rằng là có lẽ ông ăn không hết đâu, ông chia cho bạn bè ăn cùng nữa, bởi vì đó là đặc sản của Lào Cai quê tôi, của Mường Khương. Các bác thử đoán xem đặc sản gì nhé. Và ăn rất ngon. Tôi nghĩ là trong miền Nam với miền Tây ít có cái này, hoặc là có thì là cũng chất khác. Cho nên là gửi cho bạn tôi ăn, ăn rất ngon. Và tôi còn nói như vậy có nghĩa rằng là chúng tôi gửi với nhau hoàn toàn vô tư, và có thì chia nhau chuyện rất là bình thường, chứ không phải rằng là vì một động cơ nào đó. Từ một cái nét văn hóa truyền thống dân tộc, một món quà chỉ có vài trăm ngàn, chỉ có vài trăm ngàn, 100-200 ngàn thôi, mà còn quý nhau như vậy, thì tại sao người ta lại phải cứ dùng cái số tiền hàng chục triệu ra để mà tặng nhau thì mới là bình thường. Tặng nhau cái phong bì thế này, trời ơi, lớn rồi sẽ còn nhận phong bì làm gì? Chỉ trẻ em mới nhận phong bao đấy chứ. Trẻ em mới nhận phong bao đấy chứ. Còn lớn rồi thì nhận phong bì làm cái gì? Có đúng không ạ? Và nó biến tướng nhiều lắm.
Năm ngoái tôi nhớ là khi tôi dẫn các em nhà tôi đi 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 chơi cùng á, đi đi ăn đi đi nhậu cùng tôi á, với một số cái vị cao cấp ấy, thì có một vị hẳn hoi chắc là đệ đi theo, và bởi vì bất ngờ với con tôi ở đó à, thì họ đã tặng, nghĩa là tặng mừng tuổi con tôi một cái tập, trả lấy lại tặng mừng tuổi con tôi một cái tập 50 triệu thế này, dày như thế này, bảo là bác mừng tuổi con, làm gì có chuyện như thế, đúng không? Tôi đã yêu cầu con, nghĩa là yêu cầu kem mà tôi ấy, con tôi ấy, phải trả lại ngay lập tức. Nhà tôi kể cả có mừng tuổi đi chăng nữa thì với người ngoài và không bao giờ là cái số tiền lớn đến mức độ như vậy cả. Thế nhưng mà các vị bác sĩ này thì vị coi rằng là nhận quà cáp và nhận tiền như vậy là hoàn toàn bình thường, và vẫn coi cái việc của mình làm là hoàn toàn minh bạch và trong sạch. Kỳ lạ, các bác thấy kỳ lạ. Mà đấy là những cái điều mà cơ quan công an mới đang làm rõ được cái phần đấy, còn những cái phần chìm khác còn chưa làm rõ nhé. Thế cho nên ấy, câu chuyện mà tại sao, động cơ gì để anh đưa vào, thì tôi nghĩ rằng là sau này mặc dù là nhà nước cũng đã cấm hẳn hoàn toàn là quà cáp biếu xén trước dịp Tết, nhưng mà ở đâu đó vẫn còn rất nhiều người vin vào cái việc này và coi đó là một cái truyền thống văn hóa để trở thành biến tướng, để trở thành một cái thứ biến tướng văn hóa, và từ đó họ trục lợi từ đó. Tôi còn nhớ anh ở Đức Trung, anh ấy còn tặng cho cái cậu gì 10.000 đô la Mỹ vào dịp Tết cơ. Thế cho nên ấy, đừng biến cái thứ truyền thống văn hóa đó trở thành một cái để mà nhìn nhau, để mà phong bì phải dày lên rồi là nọ kia, rồi thành cái động cơ vân vân và mây mây. Từ những cái việc làm có thể nói rằng là nét văn hóa của dân tộc, quý nhau, yêu quý nhau, thì bây giờ nó trở thành một cái thứ xuống cấp như vậy, thì các bác thử tưởng tượng ra là luật nào có thể ngăn chặn những cái điều đó, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.